Wi-Fi Enterprise Cambium E600 phù hợp với các môi trường indoor, yêu cầu công suất cao, phạm vi hoạt động lớn và hỗ trợ mật độ người dùng cao như là các trung tâm giáo dục, khu cắm trại và văn phòng doanh nghiệp, v.v. Thiết bị có hỗ trợ Wi-Fi marketing nên là có thể làm trang chào hoặc là tạo QR code kiểm soát thời gian truy cập Wi-Fi của khách hàng, nên là đặc biệt phù hợp triển khai tại các resort, quán cà phê, khách sạn hay là sân bay. E600 thì tích hợp chuẩn Wi-Fi 5802.11ac W2, cung cấp tốc độ tối đa 400 Mbps ở băng tần 2.4 GHz và 1733 Mbps ở băng tần 5 GHz, khả năng chịu tải lên tới 512 user và hỗ trợ 16 SSID. Công nghệ Mumimo với 4 anten và 4 spatial stream trên giải tần 5 GHz, 2 anten và 2 spatial stream trên giải tần 2.4 GHz, cho phép chuyển dữ liệu đồng thời đến nhiều máy khách, giúp tối ưu hóa thông lượng và giảm độ trễ cho mạng. Cho bạn nào chưa biết thì Mumimo là viết tắt của Multi User, Multiple Input and Multiple Output, có tác dụng gửi gói dữ liệu tới nhiều thiết bị trong mạng cùng lúc trên những kết nối khác nhau. Mình lấy ví dụ thế này cho các bạn dễ hình dung nhé. Chẳng hạn như là các bạn đang cổ vũ SEA Games xem Việt Nam đá với Thái Lan, xem bằng cả laptop và điện thoại chẳng hạn, thì hai thiết bị có thể phát video cùng một lúc mà không gặp tình trạng trễ mạng. Trên laptop hô Việt Nam vào rồi nhưng mà trên điện thoại vẫn còn đang chuẩn bị sút. E600 cũng được tích hợp beamforming giúp tập trung tín hiệu sóng Wi-Fi theo một hướng cụ thể, tối ưu được tín hiệu, giảm nhiễu kênh trong quá trình truyền sóng. E600 là một giải pháp Wi-Fi hỗ trợ roaming cực kỳ hiệu quả với khả năng chuyển vùng liền mạch cho tối đa 2048 máy khách mà không cần dùng tới controller. Đây là một điều hết sức hữu ích đối với những doanh nghiệp có mật độ thiết bị kết nối cao, vừa đảm bảo sự kết nối liền mạch, vừa tiết kiệm được chi phí khi mà không cần phải mua thêm controller. Thiết bị cũng rất thông minh khi mà dịch vụ cho một tài nguyên quan trọng như là External Gateway hoặc AAA không hoạt động thì nó có thể tự tắt các SSID bị ảnh hưởng, cho phép thiết bị khách chuyển hướng đến một AP ở gần đó, đảm bảo rằng mọi kết nối với AP đều thành công. Ok, còn bây giờ thì hãy cùng mình xem chi tiết thiết kế của E600 trước nhé. Còn những tính năng hữu dụng khác nữa thì mình sẽ nói đến ở phần cuối của video. Thiết bị thì có ngoại hình vuông vắn, màu trắng, anten thì được thiết kế ở bên trong. Về giao diện kết nối thì ở đây sẽ có đèn LED 3 màu báo hiệu trạng thái hoạt động của thiết bị. Ở đây thì sẽ có rách nguồn DC 12V, có hai khổng Ethernet RJ45 1G, hỗ trợ chuẩn PoE 802.3AT khi mà dùng injector, chuẩn PoE cộng khi mà dùng với switch. Với chức năng này thì chúng ta có thể tận dụng switch hỗ trợ PoE nếu như mà đã có sẵn ở trong doanh nghiệp. Chỉ cần nối dây LAN vào cổng này thì E600 sẽ vừa có mạng vừa có nguồn để hoạt động mà không cần phải set up nguồn riêng nữa. Bên cạnh thì sẽ là một nút reset để khôi phục lại cài đặt gốc cho thiết bị trong trường hợp cần thiết. Và cuối cùng là một cổng USB để update firmware cho thiết bị. Bộ phụ kiện đi kèm của thiết bị thì sẽ có sách hướng dẫn sử dụng nhanh và bộ giá đỡ để có thể gắn thiết bị lên trên tường. Cambium E600 thì có công suất phát tối đa là 28 dBm, độ lợi anten giải 2.4 GHz là 5.25 dBi và giải 5 GHz là 6 dBi, hỗ trợ linh hoạt các kênh 20 MHz, 40 MHz và 80 MHz trên giải tần 5 GHz, giúp tối ưu hóa phạm vi phủ sóng và băng thông. Việc quản lý thông lượng của thiết bị cũng được tối ưu nhờ tính năng Airtime Fairness, tăng hiệu suất Wi-Fi nhờ quản lý RF tự động và tốc độ của client cao hơn nhờ tính năng Band Steering, đảm bảo hệ thống mạng có thể thích ứng với nhiều tình huống thay đổi của các client trong thực tế. Ngoài ra thì Cambium E600 còn hỗ trợ Wi-Fi Mesh giúp mở rộng phạm vi phủ sóng Wi-Fi, cung cấp các dịch vụ Ethernet L2 như 802.1P, 802.Q, Radius Assigned VLAN, VLAN per SSID, VLAN Pooling, LLDP, IGMP Snooping V1, V2, V3, các tính năng Firewall Layer 2, Layer 3 và DNS ACLS, DOS Protection. Thiết bị hỗ trợ bảo mật WPA, WPA2, 802.1X, 802.11W. Chúng ta có thể quản trị E600 đơn giản bằng bộ điều khiển CN Maestro Cloud hoặc bộ điều khiển tại chỗ On-Premise hoàn toàn miễn phí của Cambium. Ok, như vậy là mình vừa chia sẻ với các bạn những đặc điểm cơ bản nhất về Wi-Fi Cambium E600. Các bạn có thể xem chi tiết thông số kỹ thuật của sản phẩm ở trong link mình để bên dưới mô tả video nhé.
Các bạn đánh giá con wifi này như thế nào? Hãy cho mình biết bên dưới comment nhé. Và nếu thấy video hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình một like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của Sen City Shop bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.